Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi uống nước một chút đi rồi làm việc tiếp. Dạ. Wow. Dạ cảm ơn chị. Thiên Long bây giờ không còn như trước nữa. Dạ. Cảm ơn chị. Công việc nhiều mà nhân lực lại thiếu. Em muốn đi. Cảm một ơn người chị. Phải làm việc của hai người. Đúng là cực cho mọi người quá. Giám đốc không cần phải áy náy trong lòng đâu. Vốn dĩ chúng tôi là siêu nhân mà, có thể làm việc của ba người, bốn người, thậm chí lên tới năm người lần đó. Đúng không mọi người? Nếu mọi người đã quyết tâm như vậy thì tôi cũng sẽ làm. Làm cho đến khi nào Thiên Long đi về quỹ đạo cũ, lớn mạnh hơn trước. Quyết định vậy nha. Dạ mọi người. Ủa? Không biết là ở đây có ai quan ngân tôi không? Chào anh. Anh Quân. Tôi có mua đồ ăn tới để cho mọi người nạp năng lượng đây. Cảm ơn anh. Anh có lòng quá, bận rộn nhiều việc như vậy mà cũng tới đây. Tôi có lòng, nhưng mà sức phải trông vào cậu. Tôi tin cậu sẽ làm được, cố lên. Cảm ơn anh. Thôi, mọi người ăn bánh. Wow. Ăn bánh thôi. Bánh mới mua đồ được trong mũi luôn đó. Dạ chào chú. À, chào cậu. Chào chú. Chào cậu. Con chào chú. Mời chú ngồi. Nè, tôi nói trước, tôi ra đây làm gì để mặt anh Long. Trước kia anh từng giúp đỡ tôi. Lưu ý, nếu mà cậu muốn thuyết phục tôi góp vốn cho Thiên Long thì chắc không có khả năng đâu. Chú nên suy nghĩ lại đi. Vì Thiên Long không chỉ có vỏ bọc bề ngoài, nếu như mà chú quyết định đầu tư á, thì chắc chắn sẽ thu lời lớn chú à. Thiên Long vốn là một công ty lớn, không thể nào chỉ vì một vài bài báo mà sụp đổ được. Thậm chí cho dù Thiên Long có sụp đổ thì cơ hội quật dậy là rất lớn. Nếu như trong lúc này chú góp vốn cho Thiên Long chỉ với một số tiền nhỏ như bây giờ, nhưng sau này chú có thể thu lại gấp mấy lần. Cậu đừng khuyên tôi nữa. Sở dĩ có buổi gặp mặt này là do tôi nghĩ có mối quan hệ trước kia với Thiên Long và không muốn quá tuyệt tình. Nếu chú đã nghĩ tình xưa thì xin hãy giúp chúng tôi lần này. Đây là đầu tư có lợi chứ không phải là làm từ thiện. Chú cứ yên tâm nha. Xin lỗi, tôi không có tầm nhìn xa như vậy và không biết trước được tương lai. Không dám đánh liều đâu. Nhưng làm ăn là làm ăn, tình cảm không thể đem vào được. Thiên Long bây giờ không phải như ngày trước, hợp tác thì vô cùng rủi ro. Thôi, hai người đi tìm người khác đi. Tôi xin lỗi, có việc phải đi nha. Chú. Chú ơi. Anh có biết ông Phát không? Đó là một khách hàng lớn. Chỉ cần ông ấy chịu quay lại với công ty mình thì sẽ kéo theo sự tin tưởng và khách hàng khác cũng sẽ về công ty của mình thôi. Thật không ngờ Thiên Long bây giờ lại thay đổi nhiều đến như vậy.
Lúc trước tôi cũng hay lái xe cho mấy em khách ở Thiên Long, nên cũng biết chút chút về công ty này. Cô có biết không? Nghe nói công ty Thiên Long bây giờ chỉ là công ty rỗng thôi. Người ta nói tất cả là do tên phá gia Chi Tỉnh đó làm ra. Cực nghiệm bao nhiêu năm trời mà chú Long chỉ nghĩ gì vậy? Lại bị quỷ trong tay một tên phá gia như vậy sao? Sao bà lâu quá không thấy xuất hiện vậy? Cô mệt hả? Nếu mệt thì cô về nghỉ trước đi. Một mình tôi đứng chờ được rồi. Mệt cũng phải chờ để còn gặp ông ta cho bằng được nữa. Tôi đâu phải loại người dễ bỏ cuộc như vậy. Ừ. Không có gì kìa. Dạ, con chào chú. Dạ, chào chú. Mấy người làm gì vậy? Tôi đã nói điện thoại hôm qua là không hợp tác rồi mà. Tới đây làm gì nữa? Chú cho chúng tôi một cơ hội đi. Chúng tôi sẽ chứng minh cho chú thấy trên thị trường Thiên Long chỉ còn sức cạnh tranh như ngày trước. Đây, chú xem bản kế hoạch của chúng tôi đi. Không cần đâu. Chú ơi, chú hãy suy nghĩ lại đi. Chú sẽ kiếm được rất là nhiều tiền nếu như hợp tác với công ty chúng tôi. Đây là bản kế hoạch. Bản kế hoạch này rất là khả thi. Chú ơi, chú xem đi ạ. Chú xem qua đi. Thôi, tôi nói cho cô biết, đầu tư vào Thiên Long lúc này chẳng khác nào quăng tiền qua cửa sổ. Tôi không đi tới mức vậy đâu. Về đi. Chú ạ. Chú ơi. Anh có sao không vậy? Đau. Anh có sao không? Tôi không sao. Ra xe đi. Anh đó nha, lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa. Coi tay trầy hết luôn rồi nè. Làm với người này không làm được thì người khác. Tôi sợ kiểu này chưa kiếm được hợp đồng á, anh đã vào bệnh viện luôn rồi đó. Biết rồi, khổ quá, nói mãi. Tôi mà không nói nhiều á thì anh cứ làm liều hả? Ở đó mà còn nói tôi nói nhiều nữa. Thôi được rồi, từ nay về sau tôi sẽ không dám nữa. Tất cả mọi chuyện sẽ nghe lời cô, chịu chưa? Ừ, biết nghe lời là tốt á. Anh có biết á, liều mạng như vậy làm tôi lo lắm không? Lúc nãy thấy anh la lớn, tìm tôi muốn rớt ra ngoài luôn không? Anh đừng có suy nghĩ lung tung nha. Anh không phải là sếp của tôi á, thì tôi chẳng thèm quan tâm tới anh đâu. Cô suy nghĩ lung tung thì có, đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Có tin tôi gỡ ra không? Thôi đừng. Tôi không dám cười nữa. Nổ. Anh dám chọc tôi hả? Ê, gì vậy? Thôi mà. Đau. Định trả thù cá nhân hả? Ừ, trả thù đó thì sao? Thôi, cô uống miếng nước đi cho bớt hung dữ nha. Chọc nữa hả? Chọc nè. Tôi bị thương ở đây mà, chứ đâu phải ở đây. Ôi da. Tôi làm luôn đi, tự làm đi, bực bội rồi. Tôi làm luôn cho. Thầy kêu chọc tôi làm chi? Xong rồi đó. Thank you.
Ngày hôm nay con đi gặp vài khách hàng để thuyết phục họ đầu tư vào công ty, nhưng tiếc là không ai đồng ý hết. Nhưng mà không sao đâu ba. Chắc là lúc đầu ba gây dựng sự nghiệp cũng như vậy phải không ba? Thuyết phục lần thứ nhất không được thì lần thứ hai, lần thứ hai không được thì lần thứ ba, rồi lần thứ tư, thứ năm, cho đến khi nào được thì thôi. Con trai của ba nhất định sẽ làm được mà. Dạ, dạ thưa ông chủ, dạ thưa cậu chủ, tôi cũng có một chút chuyện muốn hỏi riêng với cậu. Không sao đâu chị Năm, chị cũng đã vất vả làm cho nhà tôi bao nhiêu năm rồi. Sức khỏe của ba tôi bây giờ cũng khá hơn, một mình tôi chăm sóc cho ba cũng được rồi. Chị muốn xin nghỉ thì cũng không sao đâu. À, cậu Minh, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Ông chủ có ơn với tôi, làm sao trong lúc này tôi xin nghỉ được. Vậy chị muốn... Dạ, tôi thì ít học, nhưng cũng biết là công ty của mình đang gặp khó khăn. Tôi có chút vàng, tôi gửi đưa cho cậu. Cậu bán đi xong rồi cậu có xoay sở gì được thì cậu xoay sở. Tôi biết nó không có nhiều, nhưng mà giờ có bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Chị Năm à, chị cất đi, để dành cho bản thân của mình. Cậu lấy đi mà, tôi không có con, cũng không có cái, cũng đâu có cần gì phải để dành. Cậu lấy đi. Tôi nói là chị cất đi. Công ty vẫn chưa có thảm như chị nghĩ đâu. Cầm cố căn biệt thự này cũng được một khoản tiền lớn để trang trải rồi. Chị yên tâm đi. Vậy bây giờ chị cố gắng giúp tôi chăm sóc cho ba, đừng quan tâm tới chuyện này nữa. Còn chuyện công ty đã có tôi lo rồi, chị tin tôi chứ? Tôi á, lúc nào cũng tin cậu hết. Vậy con đút cháo đi ha, tôi xuống nha. Thì mẹ con mới về. Nè, bây giờ Thiên Long phá sản rồi, sao mày không đổi công ty đi? Làm cho Thiên Long vừa mệt lại vừa ít tiền nữa. Nếu mày làm như vậy thì đâu phải là con nữa. Nhỏ này cứng đầu à. Tao chỉ cho đường sáng không đi, cứ đâm đầu vô đường tối. Làm cái gì cũng phải nhớ tới cái ơn chứ mẹ. Con đã nhận bao nhiêu lợi ích từ công ty. Này công ty gặp biến cố, còn phải là người tiên phong ở lại giúp công ty vực dậy chứ. Vực dậy hay là nằm luôn? Con tin chỉ cần có quyết tâm là sẽ làm được. Mày nói nghe dễ quá, làm như là trò chơi vậy đó. Game over rồi mà còn chơi lại. Thôi mẹ đừng có bàn ra nữa. Con đã quyết định rồi, không có gì ngăn cản được quyết tâm của con đâu. Tao chỉ khuyên mày vậy thôi, chứ làm sao tao cản mày được. Mẹ cứ chờ đi, một ngày không xa nữa đâu, chắc chắn là anh Minh sẽ làm sống lại được Thiên Long. Anh Minh đồ, nói nghe thân mật quá. Để tao chóng mắt lên tao coi, chừng nào mày nghĩ làm ở đó. Làm như vĩ đại lắm. Dạ mời con ngồi.
Dạ, mời cậu uống nước ạ. Cảm ơn chị. Tôi thấy cậu và cô ấy cả ngày hôm nay đứng ngoài nắng, tội nghiệp quá. Tôi nói nhỏ cho cậu nghe nè, là ông chủ của tôi á, hiện ổng đang có nhà đó. Nhưng mà ổng dặn là khi nào mà cậu đến tìm á, thì nói là ổng đi vắng rồi. Nếu mà như vậy, tôi đã làm khó cho chị rồi. Dạ không có gì đâu. Cậu có muốn gửi gì cho ông chủ không ạ? Tôi nhờ chị gửi bản kế hoạch này cho chú Phát giùm. Dạ. Dạ, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa tận tay cho ông chủ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu. Tôi cũng xin phép chị, tôi đi về. Dạ, để tôi mở cửa. Dạ, để tôi tiễn cậu ra ngoài. Alo. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc 11:30 tại nhà hàng. Tôi muốn bàn một số công việc về vấn đề góp vốn vào Thiên Long. Dạ. Cảm ơn chú. Vậy ngày mai mình gặp nha chú. Ừ, vậy đi. Dạ. Dạ. Anh có chắc là chú Phát sẽ đến không? Tối qua chú đã hứa với tôi là 11 giờ rưỡi sẽ gặp nhau ở nhà hàng này mà. Anh nhìn đi, hơn 12 giờ rồi. Chờ thêm một chút nữa đi. Chắc là chú Phát có chuyện gì đó cho nên đến trễ thôi. Có khi nào chú không đến luôn không? Chào. Đúng là Sài Gòn này nhỏ thật. Lại có duyên gặp nhau rồi. Nhìn cái điệu bộ này, tôi nghĩ chắc hai người đang chờ khách hàng chắc. Thật không ngờ tổng giám đốc của một công ty lớn như Thiên Long cũng phải chờ người khác sao? Chú đi đi, chúng tôi không muốn nói chuyện với chú. Tại sao lại đi? Có duyên lắm mới gặp được nhau đó. Sao mà lạnh nhạt với nhau vậy hả? Nếu như hai người gặp khách hàng mà thái độ như vậy á, làm sao mà người ta chịu hợp tác được? Chú. Thôi, tôi cũng không có muốn làm phiền thời gian quý báu của hai người nữa. Tôi phải đi đây. Chúc các người gặp khách hàng may mắn lần sau. Tại sao anh không cho tôi nói chứ? Anh có biết là chính ông ta tác động mọi người rút cổ phần không hả? Bỏ đi, chuyện đã qua rồi. Anh cứ vậy hoài à? Anh phải làm dữ với những người làm hại anh. Anh càng như vậy á, họ càng lấn tới mà thôi. Tôi không phải là nhân nhượng. Chỉ là nếu như mà cô tranh cãi với ông ta thì ông ta sẽ không đi sớm như vậy đâu.
cậu có biết lúc nãy tôi gặp ai không? Gặp ai? À, thằng Quang Minh và con Kim Anh. Hai đứa nó đang đi bàn hợp đồng đó. Thằng Minh đúng là lì thiệt. Tới mức độ này mà còn mơ giật lại công ty Thiên Long. Đúng là chuyện không tưởng mà. Thiên Long bây giờ đâu còn nhân tài gì đâu, chỉ còn lại đám nhân viên trung thành mà không làm được việc. Bởi vì những người thông minh thì chắc chắn sẽ không ở lại Thiên Long. Để coi cái thằng đó cầm cự được bao lâu. Cũng do tụi mày đối xử với tao quá tệ nên bây giờ phải lãnh hậu quả như vậy. Hai, mời mọi người. Hôm nay công ty chúng ta vừa ký một hợp đồng mới. Hợp đồng này tuy không lớn nhưng nó là niềm tin để chúng ta phấn đấu. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên cạnh tôi, những người cộng sự tốt nhất của tôi. Ủa, tôi nhớ hình như tôi đâu phải là người bên cạnh anh đâu. Người bên cạnh anh là người khác mà. Nè, cái này cảm ơn là phải cho chính xác nha, không là dễ sức mẻ tình cảm lắm đó. Thôi mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Ăn đi anh. Vậy ăn đi anh Quân, em mời anh. Cảm ơn em. Đồ ăn đi ngon quá ha. Nè, wow. Ăn đi. Wow. Cô không ăn đi. Cô là người cực khổ nhất đó. Ừ, tôi thấy no rồi. Anh Quân, anh ăn giúp em nha. Thôi anh no rồi, hay là em ăn đi. Dạ. Anh với em như anh em vậy đó, có gì đâu mà anh ngại. Anh cố tình chọc tôi phải không? Mời mọi người. Vô. Ê, nhìn chị Kim Anh kìa. Thì đó, chắc chắn là hai người có gì với nhau rồi. Ừ, chắc là ngại với giám đốc đó. Thôi bà ăn đi. Bà ăn đi, nhiều chuyện lắm. Kệ người ta đi. Mày vui lắm ha. Vui thiệt á. Đồ ăn này cũng ngon trơn á. Anh Quân, anh ăn thêm đi. À, cảm ơn em. Không có một món được rồi cũng mất đi ăn kỳ quá mà. Đậu với tôi nha. Quá. Mời cô vào trong. Tôi thật là bất tài, đã phụ lòng của chị My, khiến công ty thành ra như vậy. Thực ra không phải như vậy đâu chị Hoa. Thiên Long bị suy sụp như ngày hôm nay đều là do anh hai của anh Minh dùng thủ đoạn để hãm hại. Chị trách anh Minh quá tin anh mình nên mới thành ra như vậy. Thật ra tôi cũng sớm đoán ra anh ta làm chuyện này, nhưng tôi không nghĩ là anh ta có thể làm một cách tinh vi và mạnh tay như vậy. Trong lòng tôi sao có cảm giác vẫn có người đứng đằng sau chuyện này, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là ai.
Đừng nghĩ nữa. Ai đứng sau bây giờ cũng không còn quan trọng. Quan trọng bây giờ là phải làm sao cho Thiên Long sống lại. Tôi đến đây cũng chính là vì lý do này. Chào chú. Chào, lâu ngày không gặp. Dạ. Chào. Dạ, mời chú ngồi ạ. Sao hả? Chờ tôi có lâu không? Dạ, cũng không lâu lắm. Ừ. Tôi cố tình tới trễ khoảng 30 phút để xem thành ý của cậu như thế nào. Tôi biết công ty Thiên Long đang suy sụp, nhưng thấy cậu là người có ý chí nên tôi sẵn sàng góp vốn vào công ty của cậu. Chú nói thiệt không ạ? Cảm ơn chú. Mời chú. Thiên Long chắc chắn sẽ không bao giờ làm chú thất vọng. Tốt, nói hay lắm. Dạ chú. Dạ. Ý cô là hai người có đồng ý cho tôi trở lại đây giúp đỡ Thiên Long không? Tên Quốc Minh đó lại lôi kéo thêm một cổ đông mới. Cũng chỉ là những cổ đông nhỏ thôi mà. Em lo cái gì chứ? Cho dù nó có lôi kéo được bao nhiêu người nữa thì Thiên Long cũng khó mà vật dậy được. Cứ tin anh đi, em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Thiệt tình là tôi không thể hiểu nổi. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, cô có thể kéo Thiên Long đang ở đỉnh cao xuống đáy. Chẳng lẽ cô lại sợ một tàn dư như Thiên Long bây giờ? Với những hợp đồng nhỏ lẻ đó, thằng Minh làm sao có thể vực dậy được công ty Thiên Long? Trừ khi có kỳ tích mà thôi. Hai người có biết tại sao mà kế hoạch lật đổ Thiên Long lại thuận lợi như vậy không? Sao? Tất cả là do tôi đã tính tất cả các trường hợp có thể xảy ra nên luôn ứng phó được. Tôi vẫn luôn có một linh cảm xấu. Tên Minh đó một ngày nào đó sẽ đưa Thiên Long trở lại thời Hoàng Kim. Có phải cô định ép Thiên Long đến bước đường cùng không? Đúng. Tôi muốn Thiên Long phải sụp đổ. Thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Nhất định tôi sẽ làm cho Thiên Long không còn một đồng vốn nào. Hiện tại số cổ đông chịu đầu tư vào công ty mình không nhiều. Đã vậy vốn đầu tư lại ít, các kế hoạch thì không đủ ngân sách để tiến hành. Kế hoạch phát triển của chúng ta khá hoàn hảo, giờ chỉ còn thiếu phần vốn đầu tư mà thôi. Điều cấp bách bây giờ là phải làm sao lôi kéo được nhà đầu tư. Tình hình công ty mình giờ đang thụ động trong việc tìm đối tượng đầu tư, vì danh tiếng của công ty mình sụt giảm trầm trọng, không còn đáng tin cậy nữa. Kim Anh, hôm bữa cô có nhắc với tôi mấy cổ đông cũ, cô có nhớ không? Anh tính đến thuyết phục họ hả? Nhưng họ cũng chỉ là những cổ đông nhỏ mà thôi. Giây phút này mình không thể phân biệt đến chuyện nhỏ hay là lớn. Bất cứ đối tượng nào có khả năng mình đều phải thử hết. Được, lát nữa tôi sẽ lên danh sách rồi chuyển qua cho anh. Ừ. Không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Cô có cách nào khác à? Hướng giải quyết thì tôi vẫn chưa tìm ra, nhưng mà tôi lại nghĩ theo một hướng khác. Ý của cô là thay vì chúng ta cứ níu kéo những cổ đông cũ,
tại sao chúng ta không nghĩ đến những đối tượng mới? Giả sử như con người bị con rắn cắn một lần, 10 năm sau gặp lại cọng dây thần mà vẫn còn thấy sợ. Vì sự cố Thiên Long vừa rồi khiến những cổ đông bị mất đi một phần vốn. Do đó, chúng ta không nên mất thời gian với những người đó, mà phải hướng đến những đối tượng mới. Nhưng tình trạng hiện tại của công ty mình, sẽ khó có nhà đầu tư nào chịu mạo hiểm. Tôi có quen biết một số người có ý định đầu tư. Chúng ta hãy cùng đi bàn xem sao. Mời chị. Dạ xin mời. Cảm ơn em. Cô về nước hồi nào mà sao không báo với tôi một tiếng? Lúc cô đi á, tôi cảm thấy rất là tiếc. Một nhân tài như cô á mà không làm trong cái giới nghệ thuật này thì đúng là uổng thật. Nhưng mà thôi không sao, nay cô về rồi thì tôi mừng lắm. Chú đánh giá tôi cao quá rồi đó. Tôi chẳng tài cán gì đâu, chỉ học tập được chị My mà thôi. Nhắc tới Kiều My, đúng là tài hoa bạc mệnh. Mà tôi cũng không ngờ là My lại ra đi sớm như vậy. À, anh Minh đây là em của chị My đấy chú. Ồ, vậy sao? Anh Minh mới từ nước ngoài về chưa được bao lâu. À, chú chưa biết cũng phải. Nếu mà là em của Kiều My thì tôi đoán chắc cậu cũng sẽ là người có tầm nhìn như Kiều My. Dạ tôi không chấp nhận đâu. Nếu xét về tầm nhìn thì phải nói đến chú đây. Ừ. À, vừa rồi tôi có nghe tin về Thiên Long. Tôi cảm thấy có cái điều gì đó quẩn khúc. Chú đúng là biết nhìn mà. Tôi nghĩ chắc có kẻ nào đó muốn hại Thiên Long. Vì với danh tiếng như Thiên Long á, thì tội tình gì lại đi ăn cắp ý tưởng chứ. Tôi cũng không giấu gì chú. Đúng thật là có chuyện này. Nhưng mà chú cứ yên tâm, Thiên Long không lâu sau sẽ phát triển trở lại. Cậu đúng là có ý chí. Thực ra thì tôi rất có hứng thú với việc góp vốn vào công ty Thiên Long. Tôi hứa với chú, Thiên Long sẽ giúp chú thu lại gấp 10 lần tiền vốn. Nhưng mà tôi muốn gấp 20 lần có được không? Nếu vậy, tôi sẽ cho chú gấp 100 lần luôn. À, xin mời. Xin mời. Mời. À. Cô về nước khi nào vậy? Tôi về nước khi nào không quan trọng. Quan trọng là về để làm một việc rất là lớn. Việc lớn của cô thì không biết có liên quan gì tới tôi hay không. Tôi lại đang muốn ông liên quan đến chuyện này đi. Chuyện gì? Cô nói thẳng ra đi. Tôi muốn ông từ chối ký hợp đồng với Thiên Long. Chuyện này thì không được rồi. Vì tôi đã hứa ký hợp đồng với Thiên Long. Mà cô biết rồi đó, người làm ăn quan trọng nhất là chữ tín. Tôi không thể hủy hợp đồng được đâu. Tất hứa một lần cũng đâu có thiệt đâu. Mà ngược lại, ông còn có rất nhiều lợi ích. Ông có muốn biết cổ phiếu nào sẽ tăng vào tuần sau không? Đúng là chỉ có cô mới hiểu tôi thôi. Cô rất là thông minh. Ông đã quá khen rồi. Thôi mời cô uống cà. Tôi nghĩ là thử cái này đi. Đúng rồi.
Ủa, Kim Anh. Chào cô. Sao trễ rồi mà hai người chưa về? Chúng tôi cũng muốn về lắm, nhưng mà ngày mai còn phải giao bản kế hoạch cho khách hàng nữa. Cần tôi giúp một tay không? Không cần đâu. Cái này chúng tôi đã làm từ đầu rồi. Cô nhảy vào lúc này rất khó nắm bắt. Chúng tôi tự làm được rồi. Cô về trước đi. Đúng rồi đó, cô về sớm đi. Cô vất vả rồi. Vậy tôi về trước nha. Tiếp tục đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chỗ này đi. Cái này nữa nè. Bây giờ có chuyện qua rồi. Anh ta đâu có cần mình nữa đâu. Công việc mà chị qua có nhiều cái giỏi hơn mình. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì chứ. Anh ta có thân với ai cũng đâu có liên quan tới mình đâu. Tôi vừa mới chặn được một hợp đồng lớn của Thiên Long. Vậy là tốt rồi. Cô đúng là làm việc gì cũng triệt để mà. Anh thấy mọi chuyện đang nằm trong lòng bàn tay của em rồi. Em còn suy nghĩ gì nữa? Nghe nói Hoa định về giúp cho Thiên Long. Cái gì? Chính con nhỏ đó đã lừa anh một số tiền lớn. Nó dám trở về sao? Đúng là nó gan lắm rồi. Tôi sẽ cho nó biết tay. Cô ta có phải là dạng dừa đâu. Ông tưởng dạy cho cô ta một bài học là dễ lắm sao? Không cho con nhỏ đó một bài học thì cục tức trong tôi, tôi nuốt không trôi đâu. Nếu hai người đủ bản lĩnh thì đã không bị cô ta lừa rồi. Em, hay là em giúp anh đối phó với con nhỏ đó đi. Loại trừ được cô ta cũng chính là loại trừ được mầm mống của Thiên Long thôi. Chuyện đó tôi cần anh dạy sao? Cô ta không dễ đối phó đâu. Con người đó sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ để đạt được mục đích của mình. Điển hình là sẵn sàng làm nội gián cho Kiều My. Con nhỏ đó đúng là trung thành. Này nó lại đầu quân cho thằng Minh nữa. Không được, chúng ta phải làm gì đó. Nếu không, mọi công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Vậy cô đã có kế hoạch gì chưa? Đối phó với Hoa không thể dùng những cách đơn giản được. Ủa được chưa vậy con? Gần tới phim cô đang coi rồi. Chắc được rồi cô. Đâu bị lộng cái chắc cắm. Trời ơi hay quá. Cảm ơn con nghe. Phim này hay lắm. Con chào mẹ. Anh Quân, sao anh ở đây vậy? Cô kêu anh tới sửa giùm cái tivi. Trời ơi mẹ, tivi bị hư á. Sao mẹ không gọi thợ đến sửa mà gọi anh Quân chi vậy? Trời ơi, thằng Quân nó tự nguyện mà con. Đúng rồi. Anh cũng đang rảnh, ở nhà không có việc gì làm hết. Vậy hay là để em nấu gì đãi anh nha, coi như là bù lại. Thôi đi. Anh cô không có đói, hồi nãy có ăn rồi. Chị tay nghề của em chứ gì, đúng không? Đâu có đâu.
Anh giả bộ cách sáo vậy thôi, chứ anh cũng muốn ăn lắm. Vậy đem vô nấu nha. À, nè, nó bắt đầu thích con rồi đó.